Vào lúc 22 giờ 40 ngày 30 tháng 7 giờ địa phương, tức 0 giờ 10 phút ngày 31 tháng 7 giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp nhà nước Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Palam, về phía Ấn Độ có Quốc vụ khanh Ngoại giao Ấn Độ Babita Magendrita, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, Vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Mặc dù trời đã khuya, song với những cái bắt tay nồng ấm, vẫy chào nồng nhiệt và điệu múa truyền thống của những vũ công Ấn Độ dưới ánh đèn điện chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam, không khí chân tình trọng thị thêm phần lung linh huyền ảo. Dọc đường từ sân bay về khách sạn Thủ tướng và đoàn Việt Nam ở, treo cờ Việt Nam Ấn Độ và ảnh chân dung Thủ tướng Phạm Minh Chính với khẩu hiệu song ngữ Việt Nam Ấn Độ là chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ. Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Ấn Độ như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Jagdeep Dhanka, Chu tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số chính đảng của Ấn Độ, dự các diễn đàn tọa đàm với doanh nghiệp hai nước, tiếp các tập đoàn kinh tế hàng đầu Ấn Độ, phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ, thăm đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Ấn Độ. Trong chuyến thăm, một mặt hai bên củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, mặt khác mở rộng ra những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh như điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu. Chuyến thăm góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào thực chất, hiệu quả hơn cả về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư. Đây cũng là cơ hội để hai nước tăng cường chia sẻ các vấn đề an ninh, chiến lược trong khu vực, trên thế giới và khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương cùng quan tâm. Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu chính phủ. Chuyến thăm diễn ra sau khi Ấn Độ tổ chức thành công bầu cử Hạ viện lần thứ 18 với thắng lợi thuộc về Liên minh Dân chủ Quốc gia Ấn Độ NDA do Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP làm nòng cốt. Thủ tướng Narendra Modi tái đắc cử nhiệm kỳ 3 liên tiếp. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ phát triển tích cực với nền tảng quan hệ vững chắc và tin cậy chính trị cao. Cùng với đó, quan hệ kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân được mở rộng, thường xuyên duy trì các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp ở các kênh. Quốc phòng an ninh là trụ cột quan trọng với việc hai nước ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng và bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần tháng 6 năm 2022, hợp tác công nghiệp quốc phòng. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng 2,5 lần kể từ khi hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Tính đến tháng 5 năm 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 5,94 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 3,56 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu từ Ấn Độ đạt gần 2,38 tỷ đô la Mỹ, đạt xuất siêu 1,1 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ hiện có 380 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn 1.067 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 24 trên 144 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Theo nhận định, Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều tiềm năng trong hợp tác thương mại đầu tư với nhiều thế mạnh như thị trường đông dân nhất thế giới, kinh tế phát triển năng động. Gần đây, các tập đoàn lớn của Ấn Độ đã quan tâm đến thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, dược phẩm, hạ tầng, logistics. Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng tiếp tục được tăng cường và mở rộng. Theo số liệu công bố của Tổng cục Du lịch, trong 5 tháng đầu năm 2024, số lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 196.000 lượt, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2023. Xếp trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, năm 2023, Việt Nam đã đón khoảng 355.000 lượt khách du lịch Ấn Độ.
Kết nối giữa hai nước về hàng không và hàng hải được đẩy mạnh với 54 chuyến bay thẳng hàng tuần giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bên cạnh đó, hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân đều phát triển tích cực. Ấn Độ là thành viên quan trọng có tiếng nói tại các diễn đàn đa phương và trên quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, Ấn Độ có lập trường tích cực khi nhấn mạnh định hướng giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, UNCLOS, ủng hộ đàm phán COC. Tại New Delhi, sáng ngày 22 tháng 7, trước khi bắt đầu phiên họp về ngân sách, cả Chủ tịch Thượng viện Jadip Dekhanka và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đều đã đọc thông điệp chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong thông điệp chia buồn, các nhà lãnh đạo Quốc hội Ấn Độ cho biết, trong thời gian 13 năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được các tầng lớp nhân dân Việt Nam kính trọng. Các nhà lãnh đạo Quốc hội Ấn Độ đánh giá cao vai trò trung tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự tiến bộ và phát triển của Việt Nam, cũng như vai trò của ông đối với tình hữu nghị Ấn Việt và mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Quốc hội Ấn Độ cũng nhấn mạnh việc trước khi được bầu làm Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cùng nhiều chức vụ quan trọng khác. Thay mặt cho Hạ viện Ấn Độ, Chủ tịch Om Birla đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ Việt Nam, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và các nhà lãnh đạo Việt Nam trong giờ phút đau buồn này. Các nghị sĩ Ấn Độ cũng đã dành giây phút mặc niệm để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22 tháng 7, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến Việt Nam để tham dự lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken sẽ tham dự lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội và gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Blinken sẽ tiếp tục nhấn mạnh sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Trước đó, ngày 20 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi biết tin ông từ trần. Thông điệp của Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc gây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Mỹ. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước Việt Nam và Mỹ đã có được tình hữu nghị và quan hệ đối tác như ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, đất nước Mỹ và cá nhân Tổng thống Biden sẽ luôn ghi nhớ, đánh giá cao cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Chính phủ và nhân dân Mỹ tôn vinh di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cùng với người dân Việt Nam xin được tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhận được thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan rất buồn và tỏ lòng thương nhớ sâu sắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Thái Lan, đã gặp các kiều bào có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là những kiều bào đã có dịp được đón tiếp Tổng Bí thư khi sang thăm Thái Lan hay đã được gặp gỡ Tổng Bí thư khi về Việt Nam. Gặp chúng tôi, ông Ninh Viết Thông nghẹn ngào không nói nên lời. Giọng nói của ông đôi khi đứt quãng, không kiềm chế được cảm xúc thương tiếc Tổng Bí thư, nhà lãnh đạo kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta đã từ trần. Ông Ninh Viết Thông xúc động, là những người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng nghe tin bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi cảm thấy rất sốc và đau buồn, nghẹn ngào không biết nói gì, chỉ biết là rất thương tiếc bác. Nghẹn ngào, ông Ninh Viết Thông khẳng định, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không gì có thể bù đắp được đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhớ lại lần về thăm Việt Nam và được gặp Tổng Bí thư, ông Ninh Viết Thông nhớ như in cảm xúc khi được Tổng Bí thư gặp và ân cần thăm hỏi. Mọi kiều bào cũng đều cảm nhận được sự thân mật, ân cần của Tổng Bí thư, cũng như lối sống giản dị của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một kiều bào nên ông cảm nhận rõ ràng rằng chính sách cộng đồng kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của Đảng và Nhà nước, được minh chứng rõ ràng qua cuộc gặp này khi người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm thăm hỏi từng kiều bào một. Ông Thông cũng rất tâm đắc với chính sách chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt. Bác Trọng có chủ trương chống tham nhũng rất quyết liệt. Chúng tôi ở Thái Lan rất nhiệt tình, rất ủng hộ đường lối này của bác Nguyễn Phú Trọng. Bác từng nói là bác kỷ luật các đồng chí vi phạm đó, bác rất đau lòng. Nhưng bác phải làm vì nước, vì dân, nên kiều bào chúng tôi rất ủng hộ việc này. Ông Ninh Viết Thông xúc động nói về việc nhiều năm trước đây,
khi cùng kiều bào được vinh dự đón Tổng Bí thư sang thăm Thái Lan, cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp đối với quan hệ hai nước. Khi trong chuyến thăm Thái Lan năm 2013, quan hệ hai nước phát triển vượt bậc khi nâng lên mức đối tác chiến lược. Nhân dịp này, chúng tôi cũng tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Hòa ở tại tỉnh Pathum Thani, trong căn nhà treo ảnh Bác Hồ và nhiều bằng khen trong công tác hội kiều bào. Ông Nguyễn Văn Hòa giọng như trầm lại khi nói, là Việt Kiều ở xa quê hương, thật bất ngờ khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người cả cuộc đời hy sinh vì Đảng, vì đất nước. Trong những lần về thăm Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hòa đều cảm nhận được sự kính trọng của người dân Việt Nam đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó càng hiểu hơn cuộc sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông cũng biết việc Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã chia buồn, bày tỏ thương tiếc trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ông Nguyễn Văn Hòa cho rằng dân tộc Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo có trí tuệ sáng suốt và tấm lòng yêu dân yêu nước là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo đưa đất nước phát triển đổi mới, làm cho dân giàu, nước mạnh, vai trò của Việt Nam được nổi bật tại các diễn đàn quốc tế.